Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bệnh hậu bối hay còn được gọi là bệnh than, một căn bệnh đã không xuất hiện hàng chục năm nay, bỗng nhiên lại xuất hiện trở lại. Tuyên Quang có nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu Phi khi có 14 xã xuất hiện ổ dịch chưa qua 30 ngày. Vải thiều Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang lên sàn giao dịch thương mại điện tử. Mô hình làng ba sạch tại tỉnh Bắc Ninh đã có hiệu quả khả quan. Liên quan đến vụ việc hiệu trưởng trường tiểu học Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình bị bắt tạm giam, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã bố trí nhân sự để trường không bị gián đoạn việc dạy và học. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, bệnh hậu bối hay còn được gọi là bệnh than, một căn bệnh được coi là cũ vì không xuất hiện hàng chục năm nay, bỗng nhiên lại xuất hiện trở lại khiến nhiều người lo lắng bởi đây là bệnh truyền nhiễm. Ba bệnh nhân có đặc điểm chung là có bệnh tiểu đường với tổn thương điển hình là một vùng viêm tấy đỏ, đau nằm vùng gáy, lưng. Sau vài ngày, da bệnh nhân bị vỡ mủ thành nhiều nốt nhỏ trông giống tổ ong hoặc gương sen, đau nhức. Hậu bối trước đây hay được dùng với thuật ngữ là bệnh than, với tác nhân gây bệnh chủ yếu là do vi khuẩn tụ cầu vàng. Hậu bối xuất hiện ban đầu là một đám mảng đỏ có đường kính rất khác nhau, có thể từ 5 đến 10 đến 20 cm, kèm theo biểu hiện viêm đỏ, sưng tấy, gồ cao, đau, có nhiều ngòi, tiến triển hoại tử tổ chức dưới da, tổn thương lõm sâu khoảng 0,5 đến 1 cm. Hậu bối không tự khỏi theo cách thay băng thông thường hoặc tự uống thuốc mà cần có sự can thiệp của các bác sĩ. Khá lâu là chúng tôi không gặp, và trong cái ý tưởng của mọi người là bệnh than là một cái bệnh nó rất là cũ, hầu như là không gặp. Cái hậu bối thì nó thành là một cái đám, những cái nhọt và nó tổ chức, nó kết bọc, nó dính ở trong, đó thành cái hốc ke. Mình không thể sạch được cái đấy là bình thường. Thế nếu mà làm không được đúng cách như tôi nói vừa rồi thì cái tổn thương nó sẽ lan rộng rất là sâu và nó khó trong những quá trình sau này. Thế thì từ những cái năm trước đây, những cái khoảng những năm 80 chúng tôi đã gặp cái này, thì khi đấy làm ta phải cắt lọc rất là rộng và thường là hay nói là cắt như kiểu cái múi cam hoặc là chỉ thập đấy, rạch ra xong lột nó ra này và lấy cắt ở trong bằng cái dao điện. Thế rất là cắt tỉ mỉ, và xong cái trường hợp mà sau bệnh nhân có cái tổn thương rộng thì phải vá da. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là trong các giờ cao điểm, từ ngày 2 tháng 6, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp bố trí lực lượng phân luồng giao thông chống ùn tắc giao thông tại 62 vị trí trên địa bàn thành phố. Trong đó có 55 chốt tại các vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm và 7 chốt tại các khu vực bến xe khách liên tỉnh. Theo yêu cầu của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đội trưởng các đội thanh tra giao thông vận tải quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trong công tác phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc giao thông. Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang, đến ngày 28 tháng 5, toàn tỉnh đã có 14 xã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi chưa qua 30 ngày. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tuyên Quang là một trong 20 tỉnh trên toàn quốc đang có nguy cơ tái bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các huyện, thành phố triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống, kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch, kiên quyết không để lây lan trên diện rộng. Các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã khoanh vùng tất cả các ổ dịch, hỗ trợ giám sát người dân phun thuốc khử trùng, nghiêm cấm vận chuyển lợn từ vùng dịch về địa phương, giám sát chặt chẽ đàn lợn. Khi phát hiện lợn có dấu hiệu bỏ ăn, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, lập biên bản số đàn, tránh tình trạng người dân bán chạy, bán tháo lợn. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, những năm gần đây, người dân trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại, từ đó đem lại nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy ngành chăn nuôi của huyện phát triển bền vững. Nhiều năm qua, gia đình anh Triệu Tràm Chiêm ở thôn Ông Thượng, xã Nậm Ti, huyện Hoàng Su Phì đã chăn nuôi dê để phát triển kinh tế. Đầu năm 2016, được hỗ trợ 110 triệu đồng từ nguồn vốn của chương trình CPRP, anh Chiêm đã đầu tư mở rộng quy mô chuồng trại, nhân thêm số lượng đàn, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Gia đình tôi đấy thì từ nuôi dê thì cũng nuôi theo truyền thống thì lâu rồi. 16 đến 18, 19 là được hỗ trợ của nhà nước, là được tập huấn về kỹ thuật nuôi.
Nên từ đó thì là gia đình cũng như là trong nhóm đấy thì được đấy, từ đấy nên là bây giờ là có nuôi chăn nuôi có hiệu quả hơn. Những năm gần đây, ngành chăn nuôi được huyện Hoàng Su Phi chú trọng phát triển theo hướng hàng hóa. Với nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ, đến nay toàn huyện có 36 gia trại và một trang trại chăn nuôi đại gia súc, gia cầm. Với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020, giá trị ngành chăn nuôi chiếm 24,48% tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, đảm bảo tốc độ tăng trưởng hàng năm ổn định từ 3% trở lên đối với trâu, bò, dê và từ 6% trở lên đối với lợn, gia cầm. Hiệu quả của các cái mô hình, các cái gia trại đó thì huyện xác định là thứ nhất là phải cái tăng cường công tác cái làm sao mà cái nhận thức cho bà con và cái sự chỉ đạo của cái người đứng đầu ở cơ sở từ cấp xã, cấp thôn cũng phải vào cuộc. Cái nữa làm sao mà tuyên truyền cho bà con phải nhận thức được cái gia trại và cũng như hiệu quả của gia trại, của trang trại. À, trong tới này thì trong cái ngoài cái việc chỉ đạo ra thì huyện cũng tăng cường bố trí cái nguồn kinh phí làm sao mà để cho người dân vay làm sao phát triển. Trước đây thì tập trung cho các cái hộ nghèo, nhưng mà hiện nay thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là tập trung ngoài cái hộ nghèo ra là tập trung cho cái hộ khá, hộ có thể làm ăn kinh tế giỏi để làm cho các cái mô hình để cho các cái xã, các cái những người mà chưa làm được để học tập các cái mô hình để làm sao phát triển. Những năm qua, việc phát huy lợi thế, xây dựng các mô hình chăn nuôi phát triển kinh tế theo hướng trang trại, gia trại đã và đang trở thành hướng đi bền vững trong công tác xóa đói giảm nghèo tại các xã, thị trấn của huyện Hoàng Su Phi. Hậu COVID-19, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội vàng phục hồi nền kinh tế. Để tận dụng tốt những cơ hội này, bên cạnh việc tổ chức thật tốt các gói giải pháp trợ giúp doanh nghiệp, thì việc triển khai một loạt các hoạt động như mở cửa thị trường, thúc đẩy giải pháp thể chế và các hoạt động nâng cấp quản trị của doanh nghiệp đã trở thành những biện pháp đồng bộ quan trọng. Doanh nghiệp này là một trong những đối tượng ảnh hưởng từ dịch COVID-19 khi mà nguồn cung nguyên liệu bị đứt, đơn hàng giảm. Lúc này, sau khi hết thời gian giãn cách xã hội, một chiến lược phục hồi mới bắt đầu. Sản xuất của chúng tôi phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. COVID-19 đã làm chúng tôi bị đứt nguồn nguyên liệu. Và bây giờ, khi Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh và bước vào giai đoạn phục hồi nền kinh tế, chúng tôi cũng sẽ tăng tốc để bù lại những thiệt hại trước đó. Đối thoại với doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, giờ là lúc lò xo bị nén lại sẵn sàng để bung ra, cần tập trung hơn nữa khởi động nền kinh tế. Các bộ ngành phải xắn tay áo, địa phương phải tháo gỡ cho doanh nghiệp. Chính vì thế, các bộ ngành đang nỗ lực đồng hành trong cuộc hồi sinh của doanh nghiệp bằng những cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn thiết thực. Đi vào giải quyết từng cái nhóm cụ thể những cái khó khăn mà của cộng đồng doanh nghiệp đang gặp phải. Đấy là trọng tâm ưu tiên của chúng tôi. Cái câu chuyện để làm sao khôi phục lại cái nguồn cung trong cái chuỗi cung ứng mà Việt Nam đang tham gia thì đều là những cái nội dung mà chúng tôi đã nghiên cứu và đang hoạch định lại cái chính sách. Đưa nhanh được các cái hoạt động sản xuất đầu tư vào kinh doanh để tạo ra của cải vật chất, để tranh thủ những cơ hội của thị trường, điều đó là quan trọng nhất. Cho nên để thúc đẩy hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong thời gian phục hồi kinh tế và vươn lên sau đại dịch thì cải cách thủ tục hành chính vẫn là cái sự nghiệp gian nan cần phải được tiếp tục. Một vấn đề không kém phần quan trọng trong chiến lược hồi sinh của doanh nghiệp đó là cần phục hồi chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị bị đứt gãy. Đây là vấn đề cốt lõi mà doanh nghiệp đang cần lúc này. Dù chưa thể kỳ vọng mọi thứ ngay lập tức quay trở lại quỹ đạo bình thường, song với tinh thần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện đồng hành cùng doanh nghiệp của các bộ ngành, thì hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ dần được phục hồi và đi vào ổn định. Chú trọng thị trường nội địa, phát triển công nghiệp phụ trợ, đa dạng hóa, đa phương hóa thị trường và chuỗi cung ứng quốc tế đang là những yêu cầu cấp bách cho chiến lược phục hồi kinh tế của Việt Nam ngay lúc này. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang triển khai thành lập sàn giao dịch thương mại điện tử vải thiều nhằm đa dạng hóa kênh quảng bá, mua bán sản phẩm vải thiều tới các thị trường trong và ngoài nước. Đây là lần đầu tiên Lục Ngạn triển khai sàn thương mại điện tử vải thiều Lục Ngạn. Một giải pháp được xem là phù hợp đặc biệt trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khiến các thương nhân nước ngoài khó sang mua vải trực tiếp tại Lục Ngạn. Tỉnh Bắc Giang cũng đã có các giải pháp bảo quản lạnh hàng nông sản đóng hộp, vận tải đa phương thức, xuất khẩu đến các thị trường tiềm năng như Trung Quốc, EU, Nhật Bản, đồng thời hướng dẫn bà con nắm được những thông tin tổng quan về sàn giao dịch.
Dự kiến vụ nhãn năm nay, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La sẽ xuất khẩu khoảng 2.600 tấn nhãn sang thị trường các nước Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Ba Lan, Malaysia. Ngoài các thị trường Mỹ, Trung Quốc, Campuchia, Nhật Bản, nhãn Sơn La sẽ được xuất khẩu sang các thị trường mới như là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hàn Quốc, Pháp, Ba Lan và Malaysia. Các ngành chức năng đã hướng dẫn nhân dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, thực hiện nghiêm quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Gold Gáp, tăng cường giám sát, quản lý mã vùng trồng xuất khẩu, đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo tiêu chí xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng trong những ngày gần đây khiến diện tích rừng ở Ninh Bình luôn nằm trong tình trạng cảnh báo cháy ở cấp độ hết sức nguy hiểm. Nhằm tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, đặc biệt trong những ngày nắng nóng kéo dài, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm giảm nguy cơ xảy ra cháy, đồng thời triển khai có hiệu quả phương án chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Xã Sách Thổ là một trong 21 xã trọng điểm cháy rừng của tỉnh Ninh Bình với gần 600 hecta rừng trên 2.102 hecta đất tự nhiên toàn xã. Là xã trọng điểm cháy rừng nên công tác tuyên truyền, thường trực phòng chống cháy rừng những ngày này luôn được đặt lên hàng đầu. Hiện toàn xã có 5 biển cảnh báo cháy rừng được đặt tại các trục đường chính có đông người qua lại. Hàng ngày đều có các thành viên của Ban Chỉ huy phòng chống cháy rừng xã đi kiểm tra điều chỉnh mức cảnh báo trên biển theo quy định. Ngay từ đầu năm thì Ban Lâm nghiệp của xã đã tiến hành xây dựng cái phương án phòng cháy và chữa cháy rừng, xây dựng cái lực lượng phòng cháy và chữa cháy rừng và tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động ở trên hệ thống thông tin, thế rồi ở các cái hội nghị của họp thôn, ở các nhà trường. Cùng với chính quyền địa phương, người dân, đặc biệt là các chủ rừng trên địa bàn xã Sách Thổ, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và có ý thức trong việc bảo vệ rừng. Vào những ngày nắng nóng, khi nhiệt độ có lúc lên đến gần 40 độ C, các chủ rừng phối hợp với các thành viên trong Ban Chỉ huy phòng chống cháy rừng của địa phương cùng các đội phòng chống cháy rừng của các thôn đi tuần tra, kiểm soát, phát quang cây bụi. Khi thời tiết nắng nóng hoặc là khô hanh, thì bản thân tôi cũng thường xuyên lên đồi để tuần tra cũng như là nhắc nhở những các hộ xung quanh khu vực rừng thì làm sao làm tốt công tác phòng cháy rừng. Những năm gần đây, công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được thực hiện rất hiệu quả. Trên địa bàn xảy ra rất ít những vụ cháy rừng. Những vụ cháy đều nhỏ trong tầm kiểm soát. Có được điều này, ngoài sự chủ động tích cực của lực lượng kiểm lâm và lực lượng tại chỗ của các địa phương, còn có sự phối hợp rất tích cực của Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Công an tỉnh Ninh Bình. Như cái dự báo tình hình trong cái thời gian tới đây, đấy là cái nắng nóng nó sẽ là rất cao. Cho nên là lực lượng phòng cháy chữa cháy và lực lượng kiểm lâm đã có cái quy chế với nhau là phối hợp về cái công tác tổ chức kiểm tra trong thường xuyên và đột xuất. Theo Chi cục Kiểm lâm của tỉnh Ninh Bình, trên địa bàn xác định nhiều vùng trọng điểm cháy rừng tại 21 xã thuộc các huyện Hoa Lư, Gia Viễn, Nho Quan, Yên Mô và thành phố Tam Điệp. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8, nguy cơ báo động cháy rừng luôn ở cấp 3, cấp 4, có lúc lên cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi có cái tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng cháy cháy rừng của tỉnh là triển khai các cái biện pháp phòng cháy chữa cháy, chỉ đạo các cái Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng của các cái địa phương, nhất là các cái trọng điểm cháy. Theo số liệu thống kê gần đây nhất, tỉnh Ninh Bình có khoảng 30.000 hecta đất rừng và đất lâm nghiệp. Độ che phủ của rừng chiếm trên 18% đất tự nhiên. Trong số này thì rừng đặc dụng chiếm trên 60%, trải rộng trên địa bàn của nhiều huyện, thành phố. Xác định việc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Thời gian qua, Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động. Bước đầu hoạt động này đã cho kết quả, góp phần giữ bình yên cho nhân dân. Xã Mường Dôn hiện có hơn 2.400 hộ với trên 11.500 nhân khẩu sinh sống. Những năm qua, tình trạng người dân sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, các loại súng săn, súng tự chế xảy ra trên địa bàn, ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xác định công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ là một trong những biện pháp trọng tâm. Công an huyện Quỳnh Nhai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở.
sau khi được tiếp thu hội nghị tuyên truyền thu hồi vũ khí vật liệu nổ trên ủy ban dân xã thì về bản thì chúng tôi đã tiến hành triển khai hội nghị nhân dân triển khai tuyên truyền cái luật về thu hồi vũ khí vật liệu nổ đến bà con nhân dân trong bản. Qua đó thì bà con cũng đã nhận thức được về tác hại của sử dụng súng săn, súng tự chế, vũ khí vật liệu nổ. Thì đồng bào bản tôi cũng chấp hành đầy đủ và tự mang vũ khí về nộp cho bản. Cách đây là hơn chục năm rồi mà chúng tôi đã thu hết, cũng không có khẩu nào, không để khẩu nào ở bản nữa. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, trong năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020, xã Mường Dôn đã vận động người dân tự giác giao nộp được 32 khẩu súng tự chế các loại. Thì bước đầu thì năm 2020 cũng đã triển khai từ tính đến 5 tháng đầu năm thì cũng là tổ chức là tuyên truyền vận động người dân là chủ động tham gia hưởng ứng, và kết quả là trong 5 tháng là thu hồi được và người dân tự nguyện mang nộp là được 12 khẩu súng. Có thể thấy rằng công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, bước đầu thu được kết quả đáng khích lệ. Đây cũng là một điển hình trong góp phần hạn chế tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trước vụ việc hiệu trưởng trường tiểu học Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cùng một số đồng nghiệp bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, đại diện phòng giáo dục đào tạo thành phố Ninh Bình cho biết đã triển khai các phương án về nhân sự để nhà trường hoạt động bình thường. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng đang công tác tại trường tiểu học Đông Thành, gồm hiệu trưởng Bùi Thị Sơn, hiệu phó Đỗ Thị Như Thanh, kế toán Đinh Thị Huế, khởi tố cho tại ngoại thủ quỹ Nguyễn Thị Thu Hà. Các đối tượng này bị điều tra về việc đã lập 2 hệ thống chứng từ kế toán để rút khẩu phần ăn của học sinh, thu học phí sai quy định với tổng số tiền trên 530 triệu đồng. Liên quan tới vụ tai nạn mỏ đã khiến 3 người tử vong xảy ra tại tỉnh Điện Biên chiều ngày 1 tháng 6, đến 15 giờ ngày 2 tháng 6, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được lực lượng chức năng tìm thấy tại khu vực khe đá trên vách núi. Nạn nhân mất tích mới được tìm thấy là Bùi Văn Hải, sinh năm 1983, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình. Đối với 2 lỗ đặt thuốc nổ trên vách đá mà lực lượng chức năng lo ngại vẫn chưa phát nổ, sau khi kiểm tra xác minh, đơn vị công binh xác định tất cả đều đã phát nổ trong thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Chính quyền huyện Điện Biên đã chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Anh thực hiện các thủ tục an táng và hỗ trợ theo luật lao động. Chính quyền huyện Điện Biên cũng đã thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình 5,4 triệu đồng. Liên quan đến nghi vấn hối lộ ở Bắc Ninh, Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ liên hệ với phía Nhật Bản đề nghị cung cấp thông tin liên quan tới nghi vấn công ty Tenma hối lộ cán bộ thuế hải quan tỉnh Bắc Ninh. Thủ tướng đã chỉ đạo các Bộ Tài chính, Bộ Công an nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin. Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra, còn Bộ Công an chỉ đạo Công an Bắc Ninh làm việc với công ty Tenma Việt Nam để thu thập tài liệu, xác minh thông tin. Theo đó, có các nguồn tin cho rằng lãnh đạo công ty Tenma Việt Nam đã hối lộ quan chức thuế Hải quan Bắc Ninh để được miễn truy thu thuế. Bộ Công an cho biết sẽ làm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng là minh bạch, rõ ràng và chống thất thu thuế. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.